học tới rồi, On Edu thôi. Xin chào đón quý vị và các bạn cùng các em học sinh đến với On Edu, trường học 4.0 do VTV Cup sản xuất. Được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV Cup 7 và VTV Cup 22, trên các ứng dụng On, Onni, trên kênh YouTube On Edu và các website fanpage của VTV Cup. Hãy đến với những giờ học online tương tác đầy thú vị và hết sức bổ ích cùng với On Edu, trường học 4.0 ngay thôi nào. Hello everyone, good to see you here. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với chương trình On Edu trường học 4.0. Mình là Khánh Linh và chúng ta đang cùng đến với tiết tiếng Anh khoa học. Và trong tiết học này thì chúng ta sẽ cùng chào đón một thầy giáo hết sức đáng yêu, đó chính là thầy Toby. Hey, good afternoon Khánh Linh. Hi everybody, good to see you again. Okay, so today we're going to learn about... Today's lessons we're going to learn about... We're going to carry on with our series on plants, and today we're going to go deeper into the seed, the reproductive part of the plant. And hopefully the past few weeks has been very interesting for you, and it's actually helped improve your knowledge on plants. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chủ đề về thực vật và về các loại hạt nhé. Các bạn học sinh hãy cùng bắt đầu bài học thôi. Okay, ready? Let's go! Okay, so today's lesson we're actually finishing up our lesson on plants, and we're going to finish it off on the seeds of a plant. So before we start, I would like to show you some pictures of a couple of interesting seeds. All right, they may look a little bit scary to you, I don't know, but let's just take a look at the first one. This is a very very common seed pod. All right, so when we talk about seed pod, means the thing that holds the seeds inside. So bây giờ trước khi mình bắt đầu học bài, thầy hôm nay sẽ chia sẻ một số ảnh về một số hạt và cái vỏ hạt đấy, cái pod mình gọi là pod nhé, hơi kinh, hơi đáng sợ một chút. Đáng sợ một chút hả? Nói chung là nếu mà mình quen mình cũng sẽ không nghĩ gì đâu, nhưng mà đấy, chúng ta sẽ bắt đầu nhé, xem cái ảnh đầu tiên. Let's look at the first picture. Okay, have you seen this before? Cái đây là một loại hạt rất phổ biến ở Việt Nam. So this is actually the seed pod of a lotus flower, right? So it is very common in Vietnam because this is our national flower. And yeah, it looks scary, but don't worry, there are more to come. Okay, this is the lotus plant seed pod. Now, I'm going to share with you a few more plants from other countries. And the names are going to be on the board. So if you want to find out more about these plants, please take down the names. Thì mấy ảnh tiếp theo thầy sẽ chia sẻ với một số hạt của cái gọi bên nước ngoài. Thì nếu mà các bạn muốn biết sâu hơn và đi nghiên cứu về cái hạt đấy nhá, thì các bạn hãy tự đi chép lại cái tên nhá. Sau đó thì đi nghiên cứu thêm về cái hạt này. Sẵn sàng chưa? Okay, let's go. Cái đấy giống như cái gì nè? Skull đúng không? Yeah. Skull cái bài về động vật mình đã học rồi. But these are just seed pods. These are parts of the fruit that actually protects the seed. But it looks like skulls. So this particular plant is called the aquilegia plant seed pod. So this plant is actually found in South America. Okay, đây là một loại giống hạt mình sẽ tìm thấy ở trong Nam Mỹ. Thì đó là tại sao cái tên cũng hơi lạ một tí, Aquilegia plant seed pod. Alright, kinh khủng nhỉ. Ok, tiếp nhé. Đây, quái vật gì nhỉ? Bây giờ cây đấy hả thầy bắt đầu để ý nhỉ, Việt Nam bây giờ bắt đầu có cây này. Cây đấy hả thì gọi là Magnolia plant seed pod. Alright, so magnolia là một loại hoa có 5 cánh. Và mùi đấy là rất thơm và hoa cũng rất to. Thì nếu mà các bạn muốn tìm hiểu, nhớ chép lại cái tên của hoa đấy để sau đó đi nghiên cứu thêm nhé. Alright. Cái đấy không phải là, cái đấy là cái gì nhỉ? It looks like a durian. Okay, yeah, it does look like durian, right? Giống như sầu riêng. But this is not. This is actually called a trumpet flower.
cái đấy ở vùng cao nhé, mình sẽ nhìn thấy rất nhiều. Cái hoa của cây đấy nhé, sẽ giống như cái trumpet gọi là gì nhỉ? Cái kèn ạ. Cái kèn hả? Kèn trumpet. Và cái kèn hả thì sẽ từ trên hạ xuống như thế. Và nói chung là cây đấy hả là rất độc nhé. Thì các bạn phải để ý cái mùi của hoa đấy, mình không được ngửi nhiều bởi vì rất độc. Và cái hạt và các bộ phận của cây đấy cũng rất độc thì phải để ý. So, để ý trumpet flower pods. Okay? Interesting enough? So, this is the last one. This is actually not really a seed. This is actually the fruit, but it has a covering outside. And this one is actually called, this one has many, many names. I think in Vietnam, near the mountains, you actually have this too. Cái cây đấy nhá, hình như ở Việt Nam cũng có. Và gần vùng núi nhá, thì cây đấy cũng mọc rất phổ biến. Và quả đấy thì rất thích ăn. Cái đấy thì tiếng Anh thì có rất nhiều tên. Một tên thì gọi là Chinese, thì gọi là Cape Gooseberry. Cape Gooseberry, hoặc là Chinese Lantern Plant. Thì ở bên nước ngoài người ta hay lấy cái quả với cái vỏ của cây đấy hả, để làm trang trí tại nhà. Đấy, nhưng mà hả, nói chung là quả đấy mình cũng ăn được. Nếu mà mình không chắc chắn thì hỏi bố mẹ hoặc là các ông bà trước khi mình ăn nhé. Bởi vì mình không được ý, ô thế thuốc đi bảo quả đấy ăn được thì mình cứ hãy đi ăn. Bắt buộc phải hỏi rõ trước nhé. Okay, are we ready? Okay, so bây giờ mình sẽ rơi vào cái bài của mình rồi. Parts of a seed. Alright, so last week we actually learned about parts of a fruit, right? So we have a exocarp, endocarp, mesocarp, okay? And then now we are going into the seed itself. So when we talk about the seed mainly, actually there are many, many parts to what makes up a seed, but we'll only look at the simple words first. All right, so we have the first word over here, embryo. The second word is the food store. And the last word is the seed coat. Okay, so let's go into the reading. So basically, chúng ta sẽ đọc về cái các bộ phận của hạt này nhé. So đầu tiên mình có cái embryo. Embryo nói chung là cái bộ phận hạt, cái mầm của cây sẽ tự đây phát triển ra. So cái cây ở trong hạt chính là cái embryo này. Okay? So embryo nhé. Young root, radical, and shoot that will become an adult plant. Bởi vì cái embryo đấy có hai bộ phận nữa, một là cái rễ và một cái là cái thân cây. Nhưng mà ở trong ảnh đấy hơi đơn giản thì mình sẽ không nhìn thấy được. Nhưng mà nhớ, đây là cái xuất phát điểm, cái bước xuất phát của một cây cỏ nào đó. Alright, so next one, chúng ta sẽ đọc lại nhé, đọc tiếp nhé. Food store. For aerobic respiration to release energy for growth of seed. Okay, so nói chung là bộ phận đấy thì là cái thức ăn dành cho cái mầm sinh lớn lên. Cái tiếp theo nhé là seed coat. Okay, the seed coat actually produces the optimal temperature for enzymes to increase growth rate and enzyme activity. So nói chung là từ khi mấy cây cỏ đấy bắt đầu sinh sản, bắt đầu hoạt động nhé, cái nước và cái nhiệt đới cũng rất quan trọng. Bởi vì cái nhiệt đới đấy sẽ làm cho một số enzyme ở trong cái hạt đấy bắt đầu phát triển để giúp cây đấy bắt đầu hấp thụ cái dinh dưỡng ở trong cái hạt. Thì đây là tại sao cái seed coat, nghĩa là cái vỏ của cái hạt đấy, cũng là rất quan trọng, bởi vì chỗ đấy sẽ bảo quản và giữ lại cái nhiệt độ ở trong cái hạt. Alright, so có câu hỏi gì không? Hơi khó không? Hơi khó nhưng mà rất là thú vị đúng không nào các bạn học sinh ơi? Tiết tiếng Anh khoa học nào các bạn cũng hỏi chị là đây là tiếng Anh dành cho lớp mấy, nhưng mà lớp nào chúng ta cũng có thể xem được nhá. Okay, let's carry on. Okay, let's carry on then. Right, so don't worry. Bởi vì như thầy bảo rất nhiều từ ở trong tiếng Anh mình không tiếp xúc nhiều với, bởi vì đây là một số từ ở trong khoa học nhá.
thì hôm nay mình chỉ xem qua thôi. Ok, so cái ảnh trước là cái ảnh cơ bản về cái hạt đúng không? So the previous picture that we saw, this one, is actually a very basic picture of a seed. But now let's go into detail. Bây giờ mình sẽ xem chi tiết hơn nhé về cái các bộ phận của hạt. Ok, so now we see more parts. We see that your embryo, nhớ cái đây là gọi là embryo đúng không? Cái embryo ở đây thì bây giờ có hai bộ phận. So in your embryo now there are two more parts. Your radical and your apical. Okay? So your radical will actually be the part where the stem comes out from. Cái thân cây thì sẽ từ đây ra. Và cái apical là sẽ phát triển thành cái lá của cây. All right? So cotyledon nói chung là cái tên khoa học dành cho cái từ food store. Và cái testa là cái vỏ của hạt. Okay, so chúng ta đọc nhé. Let's read. Testa, an outer seed coat that protects the embryonic plant. So testa sẽ bảo vệ cái cây nhé. Micropyle, a small pore in the outside covering the seed that allows for the passage of water. So nếu mà mình để ý nha, các loại hạt của mình sẽ có một cái lỗ rất bé. Cái lỗ đây là dành cho nước và không khí hạt vào hạt. Tiếp, cotyledon contains the food stores for the seeds and forms the embryonic leaves. So cái food store này, cái thức ăn của cây cỏ này sẽ thành cái lá, hai lá đầu tiên, nhưng mà lá đấy nói chung không phải là cái lá thật của cây. Hả? Cái thì gọi là seed leaf, lá hạt. Bởi vì sau cái lá hạt phát triển sau nhé, thì cái apical thì sẽ mọc lên. Cái đấy thì mới gọi là true leaf, cái lá thật của cây. Nếu mà mình trồng cây nào, mình sẽ để ý hai lá đầu tiên không giống lá của cây. Cái lá bước thứ hai nghĩa là cái lá tiếp theo thì mới thành lá thật của cây. Alright. Plumule, the embryonic shoot, also called the apicotyl. Okay. And the radical, the embryonic root. Okay. Cái đấy các bạn có hiểu không? Hy vọng sẽ nói chung hơi khó nhỉ, nhưng mà không có vấn đề gì nhá. Hả? Mình chỉ cần biết ở trong khoa học mình có rất nhiều tên khác. Nếu mình không nhớ các bộ phận của cây thì đơn giản embryo, food store and seed coat, cho đơn giản thôi. Nếu mà mình đã biết cái đấy rồi thì mình sẽ học thêm một số từ nữa là cái apicotyl, radical, micropyle, testa and the cotyledon. Okay, guys, are we good? Okay, I have an interesting question yes. for you. Thưa thầy, cây cacao thì có nguồn gốc từ nước nào ạ? Nam Mỹ. Nam Mỹ ạ? Nam Mỹ. Cây cacao nha, quả ớt nha, cà chua nha và ngô, tất cả là xuất phát từ Nam Mỹ. Thì là người Tây Ban Nha thì mới chuyển sang châu Âu và từ châu Âu thì sẽ thì chuyển sang nước khác. À quên, còn là cà phê nữa. Ừ. Và thưa thầy, bạn Edith Ryder có hỏi thầy là embryonic là gì ạ? Embryo là cái embryo là cái ví dụ như cái thai ở trong cơ thể nhá của phụ nữ. Cái đấy gọi là embryo. Bởi vì chưa phát triển. Từ embryo thì sẽ phát triển thành một baby đúng không? Ok thì gọi so cái chỗ chưa phát triển hoàn thành thì gọi là embryo. Thì nếu mà mình muốn kiểm tra cái từ đấy hả, thì ghi lại cái từ đấy, sau đó kiểm tra từ điển bằng tiếng Việt. Ok, thì nếu mà thầy dùng cái ngôn ngữ đơn giản thì chỉ nói được là cái đấy là cái sinh vật chưa phát triển, là cái bước đầu tiên của phát triển của sinh vật. Đó là cái phôi ạ. Phôi hả? Yeah. Ok, alright guys, còn câu hỏi gì nữa không? Ok, let's carry on. Ok, let's go. Functions of a seed. Khánh Linh ơi, hạt giống dành để làm gì? Hạt giống là để trồng cây à? Không phải, hạt giống dành để ăn. Đúng mà.
hạt giống mà thấy. Có rất nhiều loại đúng không? Nói chung là đa số hạt dành để cho mình ăn. À, và tuần trước ấy mình nói về cái hạt anh đào đúng không? Yeah. À, hạt anh đào đấy nói chung là không tạo ra arsen. Nghiên cứu lại rồi, cái hạt anh đào sẽ tạo ra cyanide. Có biết độc đấy không? Cyanide. Kali cyanide hay là gì đó hả? Cũng rất độc. Nói chung là cái hạt của anh đào mình cũng không được ăn nhá. Alright. Okay. So basically, so now we'll go look into the functions of seeds. So what are actually seeds for the plant? Okay. So let's do the reading together. The seeds perform the following functions. They help in the germination of a new plant. The seeds contain food reservoirs. A seed coat is protective in nature, which protects the embryo inside. Okay, so ba điểm đấy hả? Mình đã đọc qua rồi, mình đã học qua rồi, đúng không? Helps in the germination of the new plant. Germination nghĩa là cái chế độ gọi là gì nhỉ? Mọc lên hả? Mọc lớn nhá. Okay, germination of the new plant. Bởi vì nhớ, cái hạt đấy sẽ tạo ra cái môi trường phù hợp để dành cho cái hạt đấy phát triển. Ví dụ, bắt buộc phải có cái sẽ giữ lại cái nước, cái nhiệt độ phải đúng. Sau đó thì cái các loại enzyme ở trong cái hạt thì mới bắt đầu hoạt động để giúp cái hạt đấy phát triển. Okay, so the germination of new plant actually is very very dependent on the quality of the seeds, because the seed itself will allow water and retain the temperature of the seed in order to provide it with a good environment to germinate. Because the germination process requires the enzymes to be in the correct temperature in order for the enzymes to start working. And when the enzymes start to work, the plant will actually start getting its new will start to absorb its nutrients from the seed itself. The seed contains food reservoirs. So cái đây là food reservoir. Reservoir là cái reservoir tiếng Việt gọi là gì nhỉ? Ví dụ cái Vinh Phúc Đại Lại á, mình có một cái hồ rất to đúng không ạ? Nhưng mà cái hồ đấy là dành cho mình sử dụng vào uống ấy. Có biết cái từ reservoir không? Giống nước kho của nước ấy. Reservoir. Có biết từ này không? Kho hay là kho? Kho của nước. Nước kho. Store. Or... Yeah, store of water, water store. Bể chứa nước ạ? Cũng có thế, nhưng mà cái đấy mô hình là rất to. Thì người ta dùng cái từ reservoir đấy để miêu tả cái food reserve đấy. Okay. Tiếp nhé. The seed coat is protective in nature, nghĩa là bảo vệ cái hạt, which protects the embryo inside. So we have already talked about this part. All right. Are we good? Let's go. Seed germination. Wow. Cái từ germination tiếng Việt gọi là gì hả Khánh Linh ạ? Germination. Có biết không? I need some hints. Nói chung là I don't really know. Okay. Okay, germination nghĩa là cái hạt vẫn khô đúng không? Sau đó mình trồng vào đất, sau đó mình tưới nước vào, sau đó bắt đầu có mầm ra. Cái chế độ đấy gọi là gì? Nảy mầm ạ. Nảy mầm hả? Yeah. Chế độ nảy mầm. Yeah. Thế thôi. Seed germination là cái chế độ nảy mầm. Okay. So we can look at the germination process from this picture. So your plants will always start out from a seed on the extreme left. Okay. So đây là cái ảnh của cái hạt. Nhưng mà từ khi cái môi trường phù hợp cho hạt đấy germinate, thì cái rễ và cái lá thì sẽ bắt đầu phát triển ra. So the germination process is kind of like this. Okay? Sau đó nhá, after that, the seed will actually grow up and then become two leaves as well. Okay? So tùy loại cây nữa nhá. Các bộ phận hạt ở đây sẽ mọc lên, sau đó nở ra nữa. Ok? Tùy loại. Đa số độ là thế. Ok.
seed germination. Cái này là cái gì? Words, right? Okay, let's look at the words. Hypocotyl. Hypocotyl. Okay? Là cái vỏ nhá. Sau đó cái radical là cái rễ bắt đầu. Hypocotyl là cái lỗ có cho nước ra nhá. Cho nước vào nước ra. Sau đó radical là cái rễ đầu tiên của cây. And then we have the seed coat, the part that protects the seed itself. Cái seed coat là cái vỏ của cái hạt. Sau đó mình sẽ có cái hypocotyl là cái thân cây. So the hypocotyl will be the beginning of the new plant's stem system. Okay? Cotyledon would be the food store. So cotyledon ở đây là cái gì có nhớ không? Là cái thức ăn dành cho hạt giống. Đấy. Cái cây bắt đầu từ ảnh đấy ra rồi, mình thấy không? So cái đấy vẫn là thức ăn nhá, sau đó cây thì mới từ đấy ra. See? Cotyledon ở đây, cotyledon ở đây nhá. Foliage leaves nghĩa là cái lá đầu tiên của cây. Đấy, so nhìn ha. Cái thân cây ở đây thì sẽ bắt đầu rồi, đúng không? Sau đó ở đây thì là cái seed leaf, okay, cái lá hạt. Từ lá hạt sau thì mới có cái true leaf, hoặc là cái foliage leaf, cái lá thật của cây, để cho cây đấy bắt đầu hoạt động và sinh sản bình thường. Ok, có cơ hội gì không? Các bạn học sinh đều nói là bài này rất khó. Ừ, nhưng mà cái đấy hình lớp 5, lớp 6 đã học rồi hả? Đúng không hả? Nhưng mà đây là những từ tiếng Anh khoa học, thành ra là các bạn đều cảm thấy rất là khó nhớ. Ok. Nếu mà mình không nhớ nhá, mình phải nhớ 3 bộ phận nào, có nhớ không? Đầu tiên mình phải nhớ cái embryo. Embryo là cái gì? Embryo là cái cây. Sau đó cái thứ hai mình phải nhớ cái từ gì? Cái food store. Food store. Và cái từ thứ ba mình phải nhớ là từ gì? Seed coat. Seed coat. À, là đơn giản thế thôi. Có hiểu không? Bởi vì cái đấy là thầy phải dạy một bài dành cho đa số học sinh. Thì nếu mà mình chưa biết hoặc là mấy từ đấy hơi khó, mình chỉ cần nhớ 3 cái thôi. Và dành, nếu mà mình đã học cấp 3 rồi, mình muốn học sâu hơn về cái từ đấy tiếng Việt, tiếng Anh là gì? Đấy, thông tin cũng có rồi. Ok? So don't worry about it. Alright. Ok, and another question. How long have you been studying Vietnamese? Thầy chưa học tiếng Việt bao giờ. Oh, really? Thầy chưa học tiếng Việt bao giờ. Nói chung là thầy ngày xưa đã đi học tiếng Việt và tuyển giáo sư về nhà. Well, okay, let's do this in English, okay? So, I've been in Vietnam today. If you didn't know, it's my 14th anniversary in Vietnam. I came to Vietnam on April 17th, 2006. So, I've been here for 14 years now. And so when I started working in Vietnam, I wasn't expecting to be here. I only wanted to be here for 1 year and then I would go to Australia to study. But after 1 year, I decided to just stay here because I really, really love Vietnam. And being part of Vietnam, I had to learn the language, but it was so difficult because my teachers could not explain clearly to me how to do the pronunciation. And so I researched it and I studied Vietnamese by myself. So your mother or your father is Vietnamese? No. My parents are actually Chinese. My father is actually Chinese from Singapore and my mother is actually from Indonesia. Okay, thì bây giờ nói tiếp nhé. Thì bố của thầy là, nói chung là cụ, hai cụ của thầy đến từ Trung Quốc. Ông bố và thầy tất cả là sinh tại sinh. Thì gia đình của thầy đã ở bên Singapore có 4 đời rồi. Thì nghĩa là hơn 100 năm trước, các cụ đã đến từ Trung Quốc sang. Okay? So, về cái học tiếng Việt nhé, thầy tự học nhiều bởi vì thầy phải nghiên cứu rất nhiều. Bởi vì ngày xưa khi thầy học tiếng Việt nhé, nhiều người chưa giải thích được cái phát âm cho thầy. Chúng ta hãy cùng học tập thầy giáo nhé. Thích môn, thích cái ngoại ngữ nào thì chúng ta hãy cùng tự học và tự nghiên cứu cái thứ tiếng đó nhé. Cái đấy bắt buộc phải. Giáo viên chỉ là một bước thôi. Nhưng mà cái học hỏi là do mình. Alright? Okay, let's continue on. Let's carry on. Bởi vì thầy rất... Khi thầy bắt đầu chém gió hơi kinh khủng ấy, thầy nói rất nhiều nha. Ok, cái conditions
for germination. Okay, cái yêu cầu ha, conditions ha, dành cho germination. So the conditions for germination, it can be divided into two things: essential conditions and specialized conditions. So if we look at the picture, it's actually pretty easy to understand. Okay, cái yêu cầu để cho cái mầm cái hạt mọc lên, cái mầm mọc lên nhá, là mình sẽ chia thành hai bộ phận. Cái đầu tiên là cái yêu cầu quan trọng và bắt buộc phải, và cái thứ hai là cái chuyên, cái yêu cầu chuyên. Cái yêu cầu đặc biệt ạ. Yêu cầu đặc biệt ha. Yeah. Okay, bởi vì từ specialized thì là chuyên, đúng không? So let's look at the words. So your essential conditions: water, oxygen, temperature, and pH. Có biết pH là cái gì không? Trong tiếng Việt thì nó là độ pH các bạn học sinh ạ. À, nhưng mà cái pH là nghĩa gì? I don't know what it stands for. Các bạn học sinh có biết không? Ha ha. Học khoa, học hóa ha, luôn luôn cũng học, nhưng mà mình chỉ biết pH là pH, nhưng mà mình không biết pH là cái gì, đúng không? pH ha, nghĩa là power of hydrogen, lực của hydro. Thế là tại sao mình gọi là pH. Ok? Bởi vì các axit chỉ liên quan với cái chỉ liên quan với H2O thôi. Đó. Ok, nếu mà axit nhiều thì sẽ có H cộng, nếu mà thành kiềm thì là OH trừ. Ok, so cái đấy nếu mà các bạn chưa biết, hoặc là mình bây giờ đang học nhé, mình đi nghiên cứu sâu hơn một tí về cái pH, power of hydrogen. Ok, so power, optimal pH ở đây nghĩa là cái đất nhá, có đủ axit không, hoặc là có đủ tính kiềm không. So cái đấy sẽ ảnh hưởng về cái cây đấy. So câu hỏi nhá, cây dứa, pineapple plants. Yeah. Okay, cái đất ha phải có nhiều kiềm hay là nhiều acid? I think acid. Acid là đúng. Yeah. Okay. So cái đất của trồng để dành cho mình trồng dứa bắt buộc phải phải có tính acid một tí. Okay. So mỗi loại cây thì sẽ có mỗi loại yêu cầu khác nhau, thì mình cũng phải biết đến để trồng cái thực vật của mình có hiệu quả. Ok, nhưng mà đấy, cái yêu cầu cơ bản và yêu cầu đặc biệt dành cho germination của cây. Đầu tiên nhá, mình sẽ nhìn về cái water. Ok, so we'll look at the water first. Let's go. Most seeds need to take up water to germinate. This is known as imbibition. 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 So để ý nhé, cái từ y ngắn ở trong tiếng Anh mình phát thành y nặng của tiếng Việt. Imbibition. Alright. Water hydrates enzymes in the seed, activating them. So từ khi cái hạt giống có nước, cái enzyme thì mới bắt đầu hoạt động. As a result, the seeds begin to release energy from its food store for growth. Là bởi vì enzyme đấy bắt đầu hoạt động. Okay? Cái hạt giống thì sẽ bắt đầu release energy, cũng không phải là thả lực, đúng không hả? Mình dùng từ giải phóng năng lượng ạ. Giải phóng năng lượng hả? Yeah. Wow, an interesting word. Giải phóng năng lượng hả, từ cái food store của cái hạt để phát triển. Okay? Water causes pressure to build in the embryo's cell. À, bởi vì có nước nha, cái tế bào của hạt giống hả sẽ tạo ra cái áp suất. Yeah. Okay. Causing them to enlarge. Để sau đó thì sẽ nở lên. Alright. This often results in the seed coat breaking open. Okay. Nhiều lúc nha, nhiều hạt giống nha không sống được bởi vì cái vỏ của hạt nha chưa bị vỡ. Là bởi vì chưa vỡ nhá, thì cái nước hả, thì cái cây đấy hả, thì sẽ không sống được. Ngày xưa nhá, thầy trồng cái hoa anh, cái hạt anh đào, nhưng mà không ra được. Nhưng mà thầy tí nữa hả, từ khi mình nói về cái trường hợp đặc biệt nhá, cái môi trường đặc biệt, thầy sẽ nói tiếp nữa. Nhưng mà ở đây đang nói về gì nhá, từ khi cái hạt nhá, mình
thì khi mình muốn trồng cây gì, cái hạt mình bắt buộc phải phơi khô trước, nhớ là cái hạt phải chết. Okay. Sau khi cái hạt đấy chết, sau có nước enzyme bắt đầu hoạt động cái hạt đấy thì mới bắt đầu phục hồi hả? Ok, phục hồi lại. Và từ khi phục hồi lại nhớ cái nước và áp suất hả, ở trong cái hạt hả, thì sẽ nở ra cái vỏ hạt để cho hạt đấy bắt đầu sinh sống. Ok. So this is the importance of water. Đây là sự quan trọng của nước. Yep. Oxygen. Okay, so normally when we talk about plants, we know that plants need carbon dioxide for living, correct? But what about seeds? Seeds actually do not need carbon dioxide, but they need oxygen. Okay, so từ khi mình nói về cây thực vật, nên thực vật thường thường cần CO2 thì mới sống được. Nếu mà cái trường hợp của hạt giống nhé, hạt thì không cần CO2, hạt lúc đầu tiên cần cái oxy. Có biết tại sao không? Khánh Linh? Các bạn học sinh có thể giải cứu chị câu này được không nhỉ? Bởi vì một câu hỏi đơn giản thôi nha. Hạt giống hạt đã quang hợp chưa? Not yet. Là chưa. Yeah. Bởi vì chưa quang hợp nha, thì cái hạt giống đấy hả, thì thực vật đấy hả, thì chưa cần oxy. Chưa cần CO2, bởi vì CO2 chỉ có từ khi một cây có bắt đầu quang hợp thì mới cần. Ok? Nhưng mà trước khi có quang hợp thì bắt buộc phải có oxy trước. Let's read, ok? Bắt đầu đọc nhé. Seeds need oxygen so that they can produce energy for germination and growth. The embryo gets energy by breaking down its food stores. Like all organisms, this is done through a process known as aerobic respiration. Aerobic nghĩa là tạo năng lượng kết hợp với oxy để tạo ra năng lượng. Cái ngược lại thì gọi là anaerobic, nghĩa là mình bắt buộc phải thiếu oxy thì mới bắt đầu tạo ra năng lượng. Yeah. Thưa thầy, cái từ aerobic nó có phải là một môn thể dục nhịp điệu không ạ? Đúng là một môn thể dục. Nhưng mà cái môn thể dục đấy nghĩa là gì? Nghĩa là mình bắt buộc phải hít thở nhiều ấy, để tạo ra cái năng lượng trong, không phải năng lượng, để cho cơ thể của mình sử dụng cái năng lượng ở trong cơ thể, nghĩa là cái mỡ hoặc là cái glucose ở trong tế bào của mình. Ok, so aerobic nghĩa là mình kết hợp với oxy để tạo ra năng lượng. Cái ngược lại thì gọi là anaerobic, nghĩa là mình ở trong cái môi trường không có oxy thì mới tạo ra được năng lượng. Thì cái đây là liên quan với một số loại ví dụ nấm ấy. Đó, hoặc là men. Okay. Nói chung là men là nấm, nhưng mà các bạn không biết. Okay. So known as aerobic respiration. Aerobic using oxygen. Respiration meaning to breathe in and out. Okay. So cái từ respiration ở đây nghĩa là hít và thở. Okay. A series of reactions where energy is released from glucose using oxygen. Thì bởi vì từ khi mình có oxy nha, thì sẽ có một chuỗi phản ứng hóa học xảy ra từ khi cây có sử dụng glucose ở trong cái hạt của nó. Okay? During aerobic respiration, glucose and oxygen are used up. Carbon dioxide and water are produced as waste and the energy is released. So cái đấy nhé, chỗ đây đang nói về hóa học, về cái sự hoạt động bình thường của con vật. Thực vật cũng có một cái bộ phận đấy ở trong cái trường hợp từ khi chưa thành một con thực vật trưởng thành. Okay? Are we good? Okay. Mm-hmm. Next, temperature. Tiếp. Seeds need the right temperature to germinate and this varies. Có sự thay đổi nhé. Depending on the species of the plant and its environment. Some need fluctuations in temperature. Cái từ fluctuation ở đây nghĩa là phải có cái sự thay đổi ở trong nhiệt độ. Nghĩa là phải
nóng, lạnh nóng, sau đó thì mới bắt đầu ra mầm. Okay? Some need very cold conditions for a few weeks or even months before they will germinate at a higher temperature. Một số hạt giống bắt buộc phải có một vài tuần hoặc là đến thậm chí là đến hàng tháng ạ. Đúng rồi, ở trong một cái môi trường cực kỳ lạnh, giống như đá bị đông đá như thế. Đó. Cái hạt giống đấy thường là cái hạt giống của châu Âu hoặc là phía Bắc, không phải là miền Bắc của Việt Nam, nhưng mà hạt giống đấy thường là hạt giống ở bên chỗ có tuyết. Cái hạt giống đấy thì bắt buộc phải có nhiệt độ thấp như thế. Okay, this ensures that cold climate seeds, for example, delay germination until after winter. So cái hạt giống là tại sao cần như thế thì mới germinate là bởi vì để đảm bảo cái hạt giống đấy không germinate trước khi mùa xuân. Okay, có hiểu không? Are we good? Có bạn học sinh hỏi thầy là thầy cho em hỏi khi nào thì mình biết được hạt bị hỏng hoặc là không nảy mầm được ạ? Thường hạt chỉ sống được một năm, thường chỉ sống được một năm. Nhưng mà mình muốn bảo quản cái hạt của mình thì mình bắt buộc phải để ở trong tủ lạnh, không phải tủ đá nhá, tủ lạnh thôi. Okay. Để biết hỏng không hỏng cái đấy là mình phải trồng để xem. Bởi vì thường nếu mà mình mua hạt nhá thì mình không thể biết được đâu. Mình phải trồng sau thì mình mới biết. Okay. Optimum pH. Okay. Cái đấy thì nói chung là cũng không muốn đọc qua bởi vì cái đấy cũng hơi nhiều. Nhưng mà mình phải biết, mình chỉ cần biết. The pH of plants is usually about 6 to 7.5. Okay? So thường nếu cái thực vật mình ăn hoặc là mình trồng, cái pH của cái đất thường là từ 6 đến 7.5. Nghĩa là cái đất đấy phải có tính acid một tí và tính khiển một tí. Và cái số 7 nghĩa là cái đất đấy đã hòa nhau rồi, nghĩa là không phải là axit, không phải là khiển. Ok, neutral. Ok, cái đấy hiểu chưa? Ok. Thôi bây giờ mình nói về cái trường hợp đặc biệt dành cho hạt nhá. Ra mầm. Đầu tiên, fire. Mình cần cái nhiệt độ rất cao. Mình bắt buộc phải có cháy rừng. Cái hạt giống đấy thì mới bắt đầu germinate được. Và đây là một loại cây hạt cây thông gọi là white pine, cây thông trắng. Thì cây đấy chỉ có từ khi cháy rừng ấy, cái hạt đấy thì sẽ rơi vào đất. Cháy sau nhá, cái vỏ của cái hạt đấy, nói chung là hạt là ở trong đấy nhá, bị cháy hết rồi nhá thì mới bắt đầu sinh sản, bắt đầu germinate bình thường. Okay. So cái đấy là, so this one is actually the cherry seeds that I was talking about. So cái đấy là cái hạt anh đào thì trước khi chia sẻ với. So for cherry seeds it's very interesting. Okay. So cherry seeds need to be frozen. Bắt buộc phải đông lạnh nó. Đông lạnh nhá. Nên mà đông lạnh giống như bị đông đá như thế. Là bởi vì như thế thì cái vỏ nhé, bởi vì ướt rồi đúng không? Đông đá, sau đó cái nước ở trong cái hạt đấy sẽ thủy tinh hóa. Crystallize và thủy tinh hóa ở trong cái vỏ. Là từ khi thủy tinh hóa nhé, cái so khác là có, hay là dùng bút nhỉ? Thầy chưa dùng bút này bao giờ, xem thế nào nhé. Ok, so ví dụ nhé, đây là cái vỏ. Ok, sau đó vỏ đây có nước chạy vào cái vỏ. Nước thủy tinh hóa sau nhé, nghĩa là cái chỗ này nhé sẽ nở ra. Ok, là bởi vì nở ra nhé thì nghĩa nở ra thì như thế nào nhé, bởi vì đây là đá rồi. So cái đây là nước nhé, NuOC, water, and then this is the đá. Ok, so từ khi đến mùa xuân nha, cái đá này sẽ tan. Từ khi cái đá tan thành nước rồi nhá, thì không gian này thì sẽ là không gian không. Là bởi vì cái áp suất của cái đá đấy tạo ra
The key cái nước thành đá ở trong cái vỏ hạt thì sẽ tạo ra nhiều áp suất ở trong cái vỏ hạt. Như thế nhé, thì sẽ làm vỡ cái vỏ hạt của cái cây anh đào, hạt anh đào. Thì đến mùa xuân rồi nhá, cái vỏ thì sẽ bị vỡ hết, thì cái mầm thì mới mọc ra được. Sau cái đấy có hiểu không? Thưa thầy, vậy tại sao khi mà mình muốn cái hạt anh đào nó bị vỡ ra, mình không đập nó ra? Nói chung là được, nhưng mà cái đấy là cái quy trình ở trong sự tự nhiên. Thầy đang giải thích như thế thôi. Bởi vì thầy làm gì, thầy phải lấy cái cơ hả? Bởi vì rất cứng ấy, thì phải dùng cơ để cắt. Sau đó, từ khi thầy ngâm vào nước nhé, cái mâm hạt bắt đầu mọc ra, nhưng mà cuối cùng bị chuột ăn hết. Chán thật. Ok, đây là trường hợp thứ hai nhé, tông giá. Ok, let's turn that off. Quit. Ok, special germinations, special condition for germination. So, cái đấy mình có biết đây là hạt gì không? Never seen this before. Oh no! But we drink it all the time. Drink it? Mm. Coffee. Coffee. Okay, so these are coffee seeds, okay? So so we know that there's a civet cat in Vietnam that actually eats the coffee berries, right? Cà phê trồn ạ. Đúng rồi, cà phê trồn nhá, ăn cái hạt của cà phê sau, sau đó thì sẽ đi một chỗ khác để đi kết thúc kinh doanh. Kết thúc kinh doanh sau nhá, cái hạt thì sẽ rơi vào đất để sau đó mọc lên. Bởi vì cái acid ở trong dạ dày thì sẽ phân hủy cái vỏ hạt để cho cái hạt cà phê có cái cơ hội để mọc được. Ok. Vậy thì có một số loại hạt chúng ta cần phải qua quá trình tiêu hóa của các loại động vật để có thể nảy mầm đúng không ạ? Đúng rồi. Ví dụ hạt ngô cũng thế nhé. Thế tại sao hạt như mà mình ăn ngô nhé? Thỉnh thoảng mình đi kết thúc kinh doanh của mình ở trong nhà vệ sinh, mình sẽ nhìn thấy, ấy tại sao có hạt ngô ở đây nè? Bởi vì cái vỏ hạt của ngô ấy vẫn chưa bị phân hủy. Ok. So trước khi mình kết thúc bài hôm nay nhé, thì có ai có câu hỏi gì không? Not yet. Hôm nay học sinh ngoan thế nhỉ, không có câu hỏi gì á? Bởi vì bài học ngày hôm nay của chúng ta khá là khó. Khá là khó hả? Yeah. Nói chung là thầy cũng cảm thấy là rất đơn. Nói chung là cái đấy là thầy học tại lớp 3, lớp 5 ở bên Sinh rồi. Oh really? Yeah. So now we're gonna revise the part of a seed. Sure. So let's revise one more time. So, các học sinh có bộ phận khổ hoặc là khó nữa, đúng không? Khổ hoặc là khó về bộ phận đấy, thì chúng ta sẽ nói lại nữa nhé. So, the parts of a seed, although there are many, many different parts, we just focus on the three main parts, right? So, we'll focus on the embryo, the food store, and the seed coat. Just three parts. So, you don't have to worry about knowing all the words. One more time. Embryo, food store, and seed coat. And if you want to know more, do your research, then you will find out there's an apicotyl, a radicle, which is part of the embryo. So embryo they got high bộ phận, apicotyl and radicle. Sau đó they got cái micropyle, nghĩa là cái lỗ để cho cái nước chạy vào cái hạt được. Testa là cái vỏ của hạt, và cái bộ phận cuối cùng mình bây giờ không gọi là food store nữa, mình gọi là cotyledon. Okay? Okay. Yeah. So I hope that's been easy for you. Not even easy for me. Oh no. But you know, it's education. If it's too easy then you're not going to learn anything, right? Okay. Bài học ngày hôm nay của chúng ta rất là thú vị đúng không nào? Các bạn học sinh nào mà chưa nắm được chắc thì chúng ta có thể xem lại trên các kênh VTV Cap 7, VTV Cap 22, trên các ứng dụng On và On Me, trên kênh YouTube On ID cũng trên fanpage của VTV Cap nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cho các bài học sau. Wait, see you. Bye bye. Bye bye.
Dai, ciao Sina!